update 7 game Anime Defender mở ra chân trời mới dành cho người free to play. Tại vì cái gì nó cũng cày chảy hết trơn á. Vì vậy ngày hôm nay chúng ta sẽ trở lại với con ngạc bùm free to play, dùng 24 giờ tiếp theo để cày update mới. Liệu rằng bùm có ra được con xe đẹp nào hay không thì cùng xem hết video này để biết kết quả nhé. Mời bạn đến với 1 tỷ ngày free to play Anime Defender phần 18. Halloween này càng chơi quà càng khủng, tạp hóa bình bùm mở ra 3 mini game mới giúp bạn săn được rất nhiều unit và vật phẩm xịn sò. Hãy tham gia ngay cùng bùm tại phần game bình luận nhé. Mừng chào các bạn trở lại với kênh bùm Roblox nha. Ok các bạn, nhào vô cái update mới là chúng ta không làm gì trên test nhân phẩm vô exclusive whip này à, có một cái device whip có thể đem ra chợ bán đồ này kia không? Không bán. Mình test nhân phẩm vô mình rồi nè, một nhấp một gai con sờ bét trò qua đình nữa là 0.3%, còn không là cho cái con demo nít xa và né để bùm làm cho coi nè, một lần một nè, nhìn nè gà cứt luôn. Rồi sao có 35% vậy? Quên ha, nhập code một cái nữa chứ. Bụ. Ê, nãy tao test nhân phẩm cái kia không ổn thì cái này phải ổn nha. Tao không có cần xin gì nhiều, cho tao một số cái dòng nó kiểu giống như là Apex One thôi. Xin nhẹ cái đó thôi nha. Rồi làm 5 cái lần nè. Elemental. Trời ơi, dòng này cùi chuối luôn chứ không phải cùi bình thường nữa. Elemental này, các bạn biết đốt này là cái gì không? Là tăng cái hiệu ứng, ra buồn dở hơn rồi. Trần Mộc hồi nãy là 1.6%, cái dòng này 5.6%, ai đâu lấy. Trời ơi, Elemental 1 làm cái quái gì nè. Không, thường á, mấy cái này á là nó phải đợi tới khúc cuối rồi nè. Chúng ta ra hồ điều ước, chúng ta cầu nguyện, rồi bây giờ là bùm đi vô bùm thắp cái miếng nhang cái. Từ đoạn xíu thắp miếng nhang cái rồi ra lại nha. Rồi xong mày nè, nhìn nè, bùm nè, coi nè, nhân phẩm của nhân vật chính. Không biết nói gì luôn. Còn nghe, vẫn còn chỗ test nhân phẩm. Ôi ui, nãy nhập code còn tới 1.600 nè. Rồi dễ dập mở 10 cái nè. Cái gì trời, 45 xem chứ hả, ra cái con đó làm cái quái quỷ gì. Tao còn có 2 lần nữa nghe, cho tao đi. Được cái device chat crystal cũng là gỡ gạt lại. Cũng gỡ được miếng ghẻ. Không xong sao cũng được, cũng gọi là tạm ổn nha. Rồi cái cuối cùng luôn. Rồi không còn ghẻ gì để gỡ luôn. Ê mà sao bữa giờ cái con rồng của mình không có spirit nè, mình không quay spirit cho nó chạy. Đúng. Trời, có 1000+ sự đêm sự spirit dưới đây không chịu quay cho người ta. Lao không gì đó. Mày đời vì bị gịch làm cái chó gì? Tao đang cần cái dòng gọi là gì ta, chu xì bị gịch không? Xì ta bị gịch được, xì gom bị tịch đã giảm cái tốc độ đánh xuống cũng ổn. Rồi giờ sao làm gì các bạn biết không? Bây giờ có 2 cái lựa chọn nghe, update mới lần này là chúng ta 2 chỗ để đi. Chỗ thứ nhất là đi Infinite lấy cái đồng tiền mới đó, cái lay relic mới đó để mà quay tiếp. Cái thứ hai là đi ray để lấy con xe địch. Thì bây giờ chúng ta phân bổ thời gian phân bổ sao? Có nghĩa là phân bổ đi ray trước, tại vì ray nó có thời gian. Đúng chưa lạ, nó cờ lâu cứ hả 2 tiếng mới chơi được con lần cho nên là đi này trước. Rồi đi cái ray mới luôn, test thử cái ray mới này, cái gan sao nó coi nó ổn định OCK không, đội hình của chúng ta có đi được hay không á, vậy đó. Hello anh bạn, 2008 máu yếu quá anh bạn ơi, 2008 máu yếu quá mà khi ghét không xài xong ngày xài ấy luôn. Xài farm nữa, để gần tới xài nè, tao xài đôi mày làm gì tao xài rồi nè, lên đây xài con này luôn. Nhưng mà cái đây này, cái đường đi nó hơi bị kẹt nha, đường đi gì chán vậy mấy cha. Ủa mà sao cái con này của bùm hả nó đen vậy? Không, hay là cái khúc cổng ga này nó bị đen này ta. Ủa nó là cái chó gì vậy trời. Ê không ổn anh, không anh ơi. Content thôi các bạn, tất cả đều là content. Nãy là làm sao là gọi giờ cố tình farm quá tay để mà lại để thua làm content chứ hả? Map này dễ, người không lẽ gì để thua bùm kỹ năng sao thua được không?
content, cái map nó dễ hả? Làm sao mà thu được? Rồi này nha, vẫn để bà ít bây giờ nhào vô là xây đẹp trước, xây đẹp trước đi, tính không gấp, gấp chi vậy? Gấp vội vàng chi vậy? Không cần mà. Cái con map này mà ngoài cái đường đi nó gần đó rồi hả, cái chỗ nó cũng hơi khó chịu nha. Rồi giờ hả, farm vẫn được nha, vẫn còn được nha. Đó, rồi bây giờ đẹp lên, nhăm nho gì, ba đồ yêu, ba đồ quỷ này dễ đó. Xây trước 5 con luôn đi. Để nó lọt à. Ê mà sao cái con quỷ này nó vẫn bị cái đen này nha, bị cái con dơi này bao nha. Con hiểu sao nữa. À, con dơi này bao là nó bị đóng băng lại. Ồ, vậy là cái map này nó cũng có một số cái đặc biệt nha, chứ không phải là lúc nào cũng giống như lúc nào nghe. Rầy mời đó. Cảm giác là cũng có vẻ như là cũng khó đó, chứ không phải dễ lắm đâu nha. Nhưng mà khó là khó với người gắt với bùm kỹ năng dễ đâu gì đâu nè, thấy hơi lọt đúng không? Xây này lên, ủa gì đẩy lùi lại, quánh đẩy lùi lại. Nhưng mà chưa đủ đam nghe. Vẫn đủ, sao. Rồi up lên đi, up lên đi, đép lại đi mấy cha ơi. Gì thử thách hơn đi. Này không có ổn rồi. Ôi ơi, đến quay 12 mà người ta farm dế dê luôn nè, người ta farm gần như muốn mát luôn rồi nè. Nó còn pin gốc ta, người ta nhấp lần nữa là update mát rồi mà. Trời ơi, đi không được rồi còn giật lùi kiểu này nữa. Khổ tâm dữ trời. Sao vậy? Trời, 200 mấy chục ngày máu. Ồ đẻ ra. Ồ đẻ ra, mày đẻ với tao, mày đẻ với tao. Rồi làm gì nhau? Rồi bạn làm sao? Không có làm sao trên update luôn nè. Giờ không có cần đụng tới farm tiền nữa. Dễ rồi farm tiền gì nữa. Rồi nè, tao xây anh Long tao lên. Anh Long nhà tao. Anh Long. Quên ha, nãy giờ có Golden là đua mà hả, chưa chịu xây lên. Con này nó mới là dữ nè. Trời ơi, nãy giờ lo xây mấy con kia không, lâu quá không vô à, không có nhớ rồi đó. Sao? Rồi giờ là bị dí ra tới cổng tới cửa luôn rồi, đấm tới nhà luôn rồi, tuột cứt ngay tại nhà luôn rồi. Nó không sẵn sàng chuyển qua đường thẳng vẫn không có vấn đề gì hết, tại vì là giờ đâu cần đánh nhiều, tại vì tới cửa là lắm mày còn đâu. Rồi quay 25 rồi, bốt ra xong rồi bắt đầu cho nhà em con xe gịch đi anh. Bây giờ em là nhân vật chính mà đúng không, nhân phẩm nó phải khác chứ. Bùm vì tu lây nó phải là nhân vật chính trong cái con game này chứ làm sao mà nhân vật sở vụ được đúng không. Rồi nè, cho nè, cho chắc chắn là phải cho con xe gịch luôn nha. Rồi đó, anh đi thì anh đi đi, em không cần nhìn mặt anh nữa. Cho em con. Rồi con xe kịch của tao đâu? Thôi được rồi mini, chuyển qua đây chúng ta hả, săn những cái device chat mới đi, để chúng ta gọi là trải nghiệm game đồ này kia các kiểu đó. Và cái map là gọi là map này là underwater đúng không các bạn? Không phải underwater, map gì quỷ quái gì quên bả rồi. Là khi đến những cái quay nhận thưởng là 100% có cái hả device mới luôn nha. Có cái chat crystal mới đó, cho nên là cũng thơm bơ dữ trời lắm mà. Để xem coi hả nó ra cái gì ngang. Một lát sau. Wow, một cái device với lại là 350 cái release mới, cũng thơm bơ. Ê mày nãy giờ mới phát hiện nha, những cái cổng bi thịt bây giờ nó cũng ra cái device chat crystal nha. Rồi cha ra luôn cái accident layer tích luôn nha. Hôm đó mà bây giờ là cái cổng golden knight portal mi thịt, bây giờ là nó ra luôn cái con epic và cái con legend. Đang bùm đang nói cái cổng của cái golden knight nha, còn mấy cái cổng kia thì đương nhiên nó đâu cần mấy quỷ quái này làm gì. Vậy thì hả, đi infinite xong cái bắt đầu hả đi quay lại đi cái cổng golden knight portal này là hả farm được quá trời thứ luôn. Vậy là kết hợp rất là tuyệt vời luôn đó. Rồi sau đó hả, chúng ta còn đi ray các kiểu nữa. Thôi thế thì thôi, thì bây giờ là cũng lặp lại thôi, thì cũng là đi ray nữa. Rồi tới hết giờ rồi bắt đầu nó cũng gọi là đi qua infinite thì cũng đi cày cổng thôi, đi kia các kiểu nữa. Cho nên là thôi bây giờ cứ cày được chút nữa đi, gặp lại các bạn nếu mà có cái gì hay ho cập nhật cho các bạn sau nha. Bụt tiếng sầu. Hello anh em, tôi đã trở lại rồi đây. Ơi, đi farm nãy giờ cũng được kha khá rồi đó các bạn, 695 cái ray xe. Có điều là nó không ra cái con xe gạch, cũng không ra một cái gì gọi là nguyên liệu nâng cấp con xe gạch đó. Thôi vậy được rồi, vậy thì chúng ta cũng có một số đồng mới. Thì giờ chúng ta gọi là tiếp tục quay gọi là may mắn bốc thăm trúng thưởng ở chỗ summon. Không có xe gạch ở kia thì nhiều khi ra xe dịch ở đây đúng không nè. Mùi cải nè. Trời ơi. Ê, được cái quýt cũng được nha các bạn, được cái quýt cũng được. Được thêm lòng ức thăm chấm thẻ thưởng bên kia nữa. Ê, tính đá này hả, tỷ lệ vậy cũng ngon á mọi người, tại vì các bạn thấy không, cứ 0.5% ra cái quýt mà 10 lần ra cái rồi. Úi dồi ôi, hên dưới ta. Ông nói nhiều, ra ngoài đây nè, mở tới cái này nè. Thôi bây giờ anh về đi, hồi nãy là cho cái con Nice nè rồi đúng không, giờ cho cái con Demonic Savarin về đi. Con này không cần nha. Nè, Quack!
Thế được rồi anh em, thời gian ray nó cũng hết rồi, lại tiếp tục đi Infinite vậy. Một tiếng sau. Rồi đó, tao mới farm thêm 9 viên đá nữa rồi đó. Giờ tao không có yêu cầu gì nhiều, cho tao từ cái World Cup 1 đổ xuống như vậy là được không? Bây giờ là yêu cầu là gọi là 1 trong 10 cái mới thôi. Ok chưa, ok chưa, ok sẵn sàng nha. Buna làm cái chó gì? Trời ơi, elemental anh luôn rồi ơi. Anh trai ơi, anh trai ơi. Hết biết nói gì luôn. Oh wow, elemental là như vậy đó hả? Ôi ôi, âu gà cũng đẹp quá trời quá đất ngàn. Ôi. Ê, âu gà đẹp ngàn. Bông qua đồ này kia các kiểu hòa dữ à, hơi bị dữ. Trời ơi, ở sao có dấu cộng đàng hoàng nha. Nhìn con unit hả, đàn nam tính hả, gà nữ tính luôn. Gay. Được hai cái device chat luôn nè. Ê, tính ra đi challenge gì cũng ngon dữ trời dữ ta. Vậy thôi cho thêm cái challenge nữa, có cái chat đó luôn đi. Đâu rồi, có cái nào không? Dạ không có thôi, không có đi này kiếm accident ghê đích cũng được. Rồi, đủ quen lần 50 lần rồi, không có. Cắn lắc cây vô đàng hoàng. Cắn mili lắc cây bông xanh vô đàng hoàng rồi nè ha. Bây giờ ví dụ mà không cho con này đi, cho con school warrior. Nếu mà được là bây giờ là vô con này lên V2 luôn, nghe. Rồi nè. Chỗ tao con bí thịt cúi. Là mỹ thịt dữ chưa? Đây hả? Con này là con mỹ thịt đó hả? Thôi kệ, con 158.000 là coi như là quay con school warrior luôn các bạn. Tí tự nhiên cũng thích con này đó, có cái chat mới đó các bạn. Có cái chat mới nó. Ôi, đưa vô con school warrior một cái là gọi là vé luôn. Phải quay chứ. Thế mới là hảo hán chứ. Ủa sao không có con nào shiny hết trơn vậy? 2 tiếng sau. Ok mini, bây giờ là chúng ta có hơn 1.000 cái ray xe màu xanh dương rồi. Nó thấy không, là 1.085 gọi là 1/4 chặng đường để có con xe gịch rồi. Còn ra là nó không ra rồi. Cái đó gọi là không có mong cầu cái chuyện đó. Thì bây giờ là còn gì? Còn coi như là gần gọi là gần một tiếng để đi ray này á. Thì á cũng đủ thêm mấy thằng ní ná nè ở trong cái xe giờ đồ này kia đó. Đi ray chung rồi sau đó chúng ta đi qua Hall of Mirror. Tại vì Hall of Mirror hả, farm cái đồng relic nhiều dễ lắm nghe nè. Vô cho coi nè, coi normal thôi nha, nó ô đó nghe. 350 đồng rồi hả? Ở dưới này hát hình như 400 hay gì, còn Nightmare là 550 cái đồng relic này. Ôi mà chơi là chơi đông đó nghe. Mỗi thằng chơi một cửa đó nghe thì thôi khỏi bàn và nghỉ khải luôn, chơi vừa nói chuyện vừa vui vẻ với anh em mà vừa gọi là farm nhanh dễ luôn. Đúng chưa? Đúng. Thôi giờ gì đi? Trước mắt là đi qua challenge coi có cái gì không, có cái đồng relic gì không, làm bú nhẹ mấy cái challenge cái. Rồi, không có gì luôn, thôi nhưng mà kệ, để farm sau đây cũng được. Một lát sau. Ôi, ủ gà sao kìa, ủa, nguyên chậm luôn kìa. Rồi nè, đi gây lần này là đi gì mới chữ nè, đi bình thường là người ta hả, người ta không có sợ hãi mình nè. Ồ, nạp nhào vô là nhẫn con bà nó quay châm lên luôn. chơi gì đó, được không? Họ chơi đó 15 quay nhẹ nhàng, 15 quay luôn. Chuyện bình thường. Có đồng đội đi chung rồi là cứ như vậy mà quay châm thôi. Rồi đó, thằng đẹp trước, thằng đẹp sau. Có gì đâu, ba đồ yêu này nhầm nhò gì. Hay chưa? Đơn giản nhẹ nhàng. Cái gì? Em gánh anh ngồi chơi hả Diếu? Mày bớt giỡn đi. Một mình mày chơi sao nổi, mày có đẹp con nào đâu. Mày có phàm đâu. Mày xài mấy con này đẹp. Thôi mày bớt tao cái. Phải có tao. Cái gì? Anh không làm được gì đâu. Mày xin lỗi mày, mày coi cái con golden boy của tao nè. Là cái gì? Red khoai cộng với tầm đánh. Đó, mày nhìn đi. Nó chọt cho tới gọi là xuyên, gọi là xa hết cái nhà luôn. Cái đường đi là nó không có nhầm nhòi nè. Tao mở rộng lên cho mày nghe nè. Mày thấy không? Dư sức. Phải có tao mới được. Gài quay 25 mà để coi cái tổng thời gian đi là nhiều khi mà có cái quay trăm này nha. Đã ít 3 thời gian mà còn quay trăm nữa, thiệt tình luôn á. Trời ơi, những mấy này đi chơi chung nhau gọi là gì, ăn ké bú ké rồi cái quay trăm này sướng dễ dè luôn. Rồi mày lên đường đi, tao không cần nhìn thấy mày. Rồi để coi tổng thời gian nhiều nha. Tao quay 4 phút mấy thôi là hoàn thành xong một lượt cây. Dạ rồi dạ. Gà rồi, gà vàng.
Khả con đã cù la quyết định rồi các bạn ơi. Ý sai. Unit đâu rồi, unit đâu rồi. Cái con thiên nghịch mới của tao đâu rồi. Đây rồi, gà cu la quýt nịt. Xì kê mặc bộ đầu vô luôn nè. Phờ lết nhẹ. Đâu rồi, dứt rồi. Này, ủa thằng này thằng Ken không phải dứt. Ken ơi, nhìn anh nè Ken. Ken đâu rồi, em đi đâu vậy? Nè anh nè Ken ơi, coi anh nè, coi anh có cái con này nè. Ờ, anh đi vô chơi chung để anh khoe được không? Có tức không, đi chung với anh mà 2000 nguyên liệu nghe các bạn, mấy thằng kia là 2000 nguyên liệu hết rồi đó. Có riêng bùm là mới 1000 mấy nguyên liệu là ra luôn cái con xe gạch. Trời ơi, nhân vật chính nói rồi, người ta nói như vậy thì không nói nhiều. Ủa, sao lần này nó không cho dâm nữa ca ta? Hay là lát rồi ta? Dâm thì cho tao châm xong đi rồi hả? Tao lấy cái con này tao xây lên cho mấy này lóe mắt tới. Rồi nè tụi bay ơi, vô đây nhìn cái con ra trình cu la của tao nè. Trời ơi, có nhìn thấy không, người ta đặt được cái con ra cu la rồi nè. Đó, tao nhảy lên cho tụi mày coi nè. Nè, thấy chưa? Cái gì quay đi anh bùm, quay có được đâu, muốn dầm quay dầm có được đâu. Thôi ok các bạn, để gọi là đi ray thêm kiếm cái quan tài rồi bắt đầu hả, làm gì ấy, vô cái con này lên rồi xong hà chẳng hà gầy gieo cho các bạn luôn. Cộng vào chị gieo chi cho nó sớm đúng không, để đặt xuống gọi là farm leisure rồi đi thêm nữa được kiếm mấy cái quan tài vậy đó. Đúng. Thôi nói chung là cảm ơn hai khứa Ken với lại khứa Dếu đã làm nền cho anh tỏa sáng nha. Hai em không có ra được cái gì đâu buồn. Hai em nhận vật phụ mà anh nhận vật chính anh ra phải rồi. Thế thì thôi, hết cái lượt gây này cũng sắp hết giờ rồi. Chúng ta chỉ đủ nguyên liệu mua một cây hòm thôi các bạn. Cho nên đó là chút nữa bùm ra bùm mua cái đó rồi hả, tăng cái chỉ số nó lên xíu rồi là y vô lên 50% thôi. Rồi sau đó hả, ghi view trước cho các bạn nha. Rồi còn cái review mà kiểu giống như chăm đó, có nghe review hai lần đó thì nó sẽ là một cái video riêng ha. Ê ông ấy mày gỡ ra cho tao thêm cái hòm nữa đi, rồi tao nghiện view lên hả vơ 2 luôn cho nó gọn cho nó lẹ, tao không cần đi farm thêm gọi là hả 2 lần gây nữa, mà 2 lần gây nữa mỗi lần đợi 2 tiếng hồ đó. Rồi là nó thêm 4 tiếng đó là nó cũng không hay lắm nha. Không ấy nè, anh bố trời vampire lord này nè, anh lên đường đi rồi anh Dracula nè, anh lên đường giùm em đi rồi bắt đầu anh thả nhẹ lại cho em cái hòm nha. Đây ok các bạn, trước khi đi đến với cái phần evo nó lên á thì Bùm muốn review cho các bạn chính xác nhất, vì vậy là cái con này mới là giờ 35. Con quá trời dở. Cho nên á là Bùm sẽ làm sao farm cho nó lên max level rồi sau đó rồi mới bắt đầu đi qua đi farm lại chỉ số rồi evo các kiểu là sao ha. Rồi, thôi giờ đi qua thế giới 2 farm level nhẹ cái đi. Ok mấy ní, trước khi mà chúng ta evo cái con này lên thì chúng ta phải coi cái cấp 1 nó là gì với lại cái passive cấp 1 nó là gì để một chút nữa dễ dàng so sánh đúng chưa? Chưa rồi, bây giờ nhìn nhẹ cái ngoại hình đó, công tước đồ này kia các kiểu nghe, mặc bộ đồ đen cũng được, con mắt đỏ các kiểu nghe, cũng được, con khá là đẹp trai. Giơ cái tay lên đồ này kia ha. Bây giờ chúng ta hả coi thử cái passive khi mà chưa evolve ha, nó sẽ tạo ra hiệu ứng đốt và nó sẽ gây ra 5% đam mỗi giây và kéo dài trong 10 giây, có nghĩa là con này là ngoài cái đam bình thường đó các bạn, nó còn đốt được khoảng 50% nếu mà tính trên tổng cộng ha, và nó đang là cái unit hệ rau nha. Rồi chút nữa chúng ta sẽ ra ngoài và chúng ta evolve nó lên. Chuẩn bị hết rồi, chuẩn bị đầy đủ các kiểu để mà vô rồi. Yên tâm nghe. Rồi, chuyện đầu tiên cần làm nó là cho nó ăn tí food vô đúng không mọi người? Đúng rồi, phải đẩy là giờ của người ta lên max full chỉ số đồ này kia các kiểu nó mới OZK. Không nói chứ cũng không biết có full chỉ số được hay không, tại vì cũng không biết có đủ nguyên liệu không. Rồi cho ăn trước đi. Rồi đó, lên 79 là giờ cũng được. 79 hay 80 luôn, cách biệt nhẹ thôi. Bây giờ chúng ta vô đây và rang reroll cái nha. Chỉ số cái đồ này kia các kiểu lên nha. Đấy, hy vọng đủ nha. Ui. Trời ra ép luôn. Không, cái gục đai này thì chắc chắn đủ rồi các bạn, số lượng này thì đủ rồi. Cái quan trọng đó là cái xích này nè. Cái quan trọng nhất là cái đó. Thà gọi như lúc đầu này xui cũng được, không có sao hết trơn. Nó lúc đầu xui cùng lắm vậy là nó sẽ thiếu cái đai này một xíu thôi. Nhưng mà cái khúc sau đó, cái khúc sau mà cái khúc thiếu xích đồ này kia các kiểu nè, mệt chữ trời lắm. Ê tao quạo nha mày, quạo thiệt đó nghe, cho người ta yêu cầu có chỉ số A thôi mà làm gì khó khăn quá vậy. Ôi quay hoài quay không được vậy. Ôi ui, tới nãy giờ là hình như là A trừ còn chưa có nữa rồi A. Một lát sau. Đó, được một cái nè. Ủa, được thêm cái răng nữa nè, còn dòng cuôn đao nữa thôi. Một lát sau, cũng một lát sau.
A Trừ hả ta? A Trừ lấy ông ta? Có cảm giác A Trừ này evolving lỡ nó thành A cộng hả? Thôi cũng được mọi người. Nó cũng không cách biệt gì nhiều, giống con game này nó ngộ gì đó. A giữa A cộng với lại S nó không cách biệt nhiều, mà nhiều khi muốn nó đẹp thì lên nó vậy thôi. Rồi chúng ta sẽ evolving lần một nha, thấy không? Thấy chữ Dracula 50% không? Đó, cần một cái vampire coffin. Đó. Evolving luôn. Ê, không biết chỉ số gì, nhiều khi nó lên được S luôn đó, nhiều khi nó tăng là 2 bậc luôn nè. Trời ơi, tăng lên được con bậc. Ok, sao, mặc lại, trang bị lại bộ đồ. Ôi, quá trời ơi, quên nữa, chưa chỉnh lại cái này. Ôi ơi, chỉnh lại cái này cái. Chỉnh lên mát quá ơi. Quá trời sáng rồi các bạn ơi, sáng vé dè dè luôn coi kìa. Rồi bây giờ hả? À coi cái passy của nó là gì các bạn, lỡ hồi vô trong đọc không được đó, cho nên đọc ngoài đây. Rồi các bạn nhớ cái khi mà một đúng không, có nghĩa là khi nó chưa evolve là nó 5% đam mỗi 1 giây, thì bây giờ nó là 10% đam mỗi 1 giây và nó kéo dài trong 10 giây, có nghĩa là nó tăng 100% đam của con này các bạn, và nó là bên thì các bạn biết rồi đúng không, Crimson hoặc là Chu Thị Bi Gịch. Đó, ra cái Crimson Spirit. Còn bây giờ mới là cái thứ quan trọng nhất nè. Đó chính là cái chát rì râu này mới hơi mệt nè các bạn. Cái này mới mệt nha, có 7 cái bên này kìa. Thôi gán rì râu thử coi nó có ra được cái gì không nha. Một cái đầu tiên, Precision One. Thôi, Resistance Elemental 3. À quên giải thích cho các bạn về cái Elemental này nha. Elemental thì nhiều người hỏi là ủa cái DOT này là cái gì? Đó chính là cái đam của cái hiệu ứng đốt hoặc là hiệu ứng bleed. Nó sẽ tăng đam đó lên nha. Như các bạn thấy là cái bà này là nó cộng cho 100% cái đam đốt của cái con này lên nha. Thế thì đối với cái riêng cái con này nha, hiệu ứng đốt nếu được cộng 100% lên mà nó còn là một cái con unit có cái khả năng đốt là lên tới 100% nữa. Đó, như các bạn thấy nè, 10% mỗi 1 giây mà nó đến 10 giây thì nếu mà vô trong đây là nó cũng ngon đó. Cái chát của con này nếu mà như vậy là nó cũng OCK ổn xì định lắm đó. Thôi giữ lại nghe, chứ vì tu lây có đâu mà làm gì khác nữa. Đây, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đi vô map và review thử unit này nó coi như thế nào nha. OCK anh chị em vào Cmap rồi xe. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành xây nó lên và chúng ta coi thử là cái con này cái bề ngoài nó như nào rồi hả, các cái thể loại hiệu ứng, cái cách đánh đồ này kia, các kiểu của nó nha các bạn. Thế thì nó có ngoài một cái đặc điểm đầu tiên mà mình có thể nói liền với các bạn là cái con Dracula này khi mà nó đang ở cái level 1 đó, chưa evolve đó, thì cái số tiền đặt của nó là 750, thì bây giờ là cái số tiền đặt của nó lên tới con số 1500 các bạn. Và lúc này là chúng ta sẽ nhận được một cái lượng đam là 3440, cooldown là 4.1 giây và tầm đánh là 21. Thế thì nó còn thêm một cái tuyệt kỹ nữa là cái tuyệt kỹ Vampire Hordes này. Thì Bùm cũng chưa biết cái Vampire Hordes này là cái gì nữa các bạn. Chúng ta thử nhấn lên á. Ồ, cái này cái kill nó không có ghi nha mọi người. Không biết, nói chung không biết thì mình không nói. Đó, như các bạn thấy là những cái đòn đánh nó ra là nó sẽ có hiệu ứng bleed nha các bạn. Ủa sao bleed ta? Sao ở ngoài thì ghi là bên mà lại vô trong này lại là bleed ta? Không biết nữa. Nó cũng hơi lạ một xíu nha các bạn. Đây rồi các bạn ơi, cái Vampire Hordes này là cái này nè các bạn. Đó, nó sẽ triệu hồi ra cái con mà với một cái lượng máu mà Bùm thấy hình như là bằng với cái lượng đam của nó đó mọi người. Đây, như các bạn thấy đây nè, nó triệu hồi ra đây đâu đây chắc cỡ đâu đó Bùm thấy đâu đó khoảng 10 con. Đó là cái kill đầu tiên của nó ha. Và quên nữa mọi người, chúng ta để lại số 1 để chúng ta dễ nhìn nữa là cái hồi kill của cái này sao nó chuẩn nhất đó. Chúng ta lại up lên ha, rồi chúng ta lên tới upgrade 4 nó mới đổi kill nha. Con này hơi lạ nha, upgrade 4 đổi kill thì lúc này đam nó lên khoảng 11455, cooldown là 5 giây, tầm đánh là 24.1, thì nó cũng không có cái gì là quá đặc biệt ở cái này. Chúng ta chỉ coi cái hiệu ứng đánh của nó thôi, là coi như đánh bao nhiêu đòn. Hiện tại nó vẫn chỉ đánh một đòn thôi các bạn. Trời ơi, cái con này mày đi qua lẹ đi, mày chui vô trong nhà luôn đi, lẹ đi, rồi để người ta ra ngoài còn nhìn thấy nữa. Mày đứng đó mày chán hoài sao người thấy được. Rồi bây giờ chúng ta sẽ coi nó đánh nha các bạn, coi chính xác phải là một đòn không. Rồi kêu thứ hai nó vẫn là một đòn nha các bạn. Và bây giờ Bùm sẽ nhấp thử cái kêu này lên lần nữa nè. Đó, cái hồi kêu của cái con này đó là 90 giây nha, cái kêu đặc biệt của nó đó, hồi là 90 giây. Và hồi nãy Bùm cũng có nói với các bạn về cái passive này rồi đúng không, có nghĩa là đam ở đây nếu giữ cái đam này là cũng không đúng đâu nha, tại vì phải cộng
thêm 100% đam đốt nữa. Và ngoài ra là nếu có một cái trác giống như bùm đấy thì các bạn lại còn tiếp tục cộng thêm 100% đam nữa. Nếu nói tóm lại, nếu các bạn sử dụng cái con này và có trác giống như bùm thì các bạn phải lấy đam này nè các bạn nhân cho 3 nó mới chuẩn xác nhất. À và cái lúc này cái con này á, khi mà ở cái upgrade 1 đó, upgrade 0 đó chưa có evolve lên đó thì nó xây được 2 con, thì không biết là khi mà lên nữa thì nó xây được bao nhiêu con nha mọi người. À vẫn chỉ làm là 2 con mà thôi, nó không thay đổi ha. À chúng ta lại đến với cái kill thứ 3 của nó, phải lên tới level 7 nó mới có kill nha. Rồi, đổi kill level 7 là upgrade thứ 9 là đam của nó là 23.219, cooldown 5.4 giây, tầm đánh là 27.4 và lúc này nó vẫn chỉ là cái AOE hình tròn thôi. Từ đầu tới giờ nó cũng chỉ là AOE hình tròn thôi mọi người, chứ nó không có thay đổi gì nhiều. Và cái kill nó lúc này là thay vì chọi lửa lên đó, thì bây giờ là nó sẽ có nguyên một cái ngọn lửa từ trên làm xuống đúng một cái và nó tạo ra một cái vụ nổ rất lớn các bạn. Rồi các bạn nhìn kỹ nè, thấy chưa? À, thấy chưa? Thôi thế thì chúng ta cũng biết được cái hồi kill nó nhiều rồi, chúng ta ít hai lên đi cho nó lẹ làng hơn lên xíu ha. À, đam xuống mà chỉ có một cái thôi, một cái nhưng nó có hiệu ứng chảy máu cho nên thế thì nó cũng phá được cái máu ở trong đó mọi người. À, nó có hiệu ứng chảy máu lên 10 lần lận cho nên vẫn tuyệt vời. Rồi bây giờ chúng ta lại up tiếp nha. Rồi 10 này bầm nghĩ là đây cuối rồi, đúng rồi mọi người. Rồi nói tóm lại là cái con Dracula ở cái chế độ Evo 1 50% thì cái lượng đam của nó sẽ nằm ở con số là 27.306, cooldown của nó là 6.8 giây và tầm đánh là 34 và hiện tại là full AOE. Ok đó mọi người. Và Vũ nghĩ là cái full AOE này của nó là đang là nhiều đòn đánh đó. Vì là những cái con này nó đang ở cái trạng thái gọi là làm sao ta, chưa có nhiều máu lắm cho nên là chúng ta cũng không có thấy được là chính xác là nhiều tới mức độ nào ha các bạn. bầm đoán là nó cỡ 3 tới 4 đòn đánh thôi. Đợi một xíu chúng ta gặp cái con nào nhiều máu chút thì chúng ta nhìn cho nó kỹ hơn ha. Rồi ok các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau nhìn thử lại cái con này khi mà nó đánh vô con quái á, thì nó mất bao nhiêu khiên nha. Tại ở đây nó cũng có 3 con 3 khiên rồi nè. Wow, vậy là nó đánh tổng cộng là 4 đòn đó mọi người. Và nó cũng chỉ mới là Evo cấp 2 thôi nha. Và cái hướng chảy máu của nó các bạn sẽ thấy là nó cực kỳ nguy hiểm luôn. Bởi vì là nó có khả năng gọi là nó cứ nhảy thì nó đốt từ cái gọi là cái kiên qua tới nó đốt tới cái giáp, rồi qua tới nó đốt cái máu luôn. Nó quá tuyệt vời luôn. Các bạn có thấy những cái con máu này nó giật máu không mọi người? Ngon lành luôn. Và vì chưa thật sự là Evo của con Dracula này lên level max cho nên là cũng khó lòng để mà nói là như vậy là nó như thế nào, nó có phải là unit mạnh hay là unit hay không, tại vì nó đã lên cuối đâu. Cho nên là chỉ là cái đánh giá cá nhân của Bùm thôi, thì Bùm thấy là ở cái Evo này là nó cũng đã đủ xài rồi các bạn. Nó đủ đưa chúng ta đi rất là nhiều nơi rồi, rất là nhiều chỗ rồi. Và với cái việc review con Dracula 50% Evo lần 1 này thì nó cũng đã kết thúc cái chuỗi 24 giờ của Bùm trong cái việc là farm free to play trong cái cập nhật update 7 lần này. Thì các bạn có thể là đưa xuống phần bình luận giúp cho Bùm biết là các bạn đánh giá như thế nào về con Dracula 50% này. Và bạn nào đang có cái nhu cầu về cái game Anime Defender, game Anime Vanguard, game Toilet Tower Defense, game Blood Food thì có thể ủng hộ Bùm dưới phần ghi bình luận nhé. Và nếu mà các bạn đang mong muốn là Bùm ra video nhanh hơn thì nhớ like, nhớ đăng ký kênh và tiếp thêm động lực cho Bùm bằng một cái bình luận nào đó mà nó thật sự nó vui vẻ, nó ủng hộ lẫn nhau để mà chúng ta có thể là gặp gỡ lại nhau trong một cái thời gian ngắn nhất nhé. Còn bây giờ thì bye bye.